cuộc gặp gỡ với nhà sưu tầm ấm trẻ tuổi Dương Vĩ Văn tại Định Quán, Đồng Nai, Master Kỳ cùng ekip đã được anh giới thiệu và thưởng thức những món ăn mang đậm nét đặc trưng của ẩm thực Tứ Xuyên, Trung Quốc như vị cay nóng từ hạt tiêu Tứ Xuyên kết hợp cùng ớt đỏ cay nồng. Hãy cùng Master Kỳ và ekip thưởng thức những món ăn này nhé! Ê, quán này gọi là quán Sơn à. Một quán theo style Hồng Kông. Các bạn, bây giờ tới giờ trưa rồi và chúng ta đặc biệt rằng chúng ta sẽ đi tới một cái quán gọi là quán Sơn Hà. Cái quán này rất đặc biệt bởi vì nó phong cách của người Hồng Kông. Các bạn nhìn thấy bây giờ đang ở giữa Định Quán mà chúng ta nhìn thấy những cái bảng hiệu này, chúng ta đang tưởng tượng có nghĩa là ủa, mình đang ở đâu vậy? Mình đang ở Hồng Kông chắc. À, các bạn nhìn thấy đây là cái quán nấu theo phong cách người Hồng Kông. Giờ mời mọi người lên tham quan nha. Người Hồng Kông thì nói tiếng Quảng. Tiếp theo là they speak Cantonese. Bây giờ là buổi sáng, ta gọi là sực phàn á. Bây giờ mình sực phàn. Bây giờ mình đi sực phàn, sực chấu sàn. Sực chấu sàn là ăn sáng. Wow. Lan dậy, Lê Hữu. Ồ, Ngọ Hữu. Sơn Phà đó. Kỷ niệm xa mùn. Vâng, thưa các bạn, ở đây là một quán theo phong cách Hồng Kông, nấu kiểu Hồng Kông và chúng ta ăn theo kiểu Hồng Kông. Làm cho tôi nhớ rằng cách đây khoảng chừng gần 20 năm, mình đã ở Hồng Kông 2 năm mà mình tới đây. Không có gì ngờ được ở giữa một cái vùng xa xôi như Định Quán lại có một nơi cái style rất là đặc biệt của người Hoa và nấu theo phong cách. Wow, chúng ta chỉ wow thôi, chúng ta ăn. Tôi sẽ nói về món ăn ở đây. Các bạn biết không, bây giờ chúng ta ăn những cái món đặc biệt, chẳng hạn như món Tứ Xuyên. Tứ Xuyên thì hơi cay một chút xíu, nhưng mà vị cay đó, nó làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu, bởi vì cay đi vào kim, chính là đi vào phổi và cổ họng. Người ta nói vị cay tượng trưng cho năng lượng kim. Bởi vì tôi sinh vào mùa xuân nên năng lượng mộc rất là vượng và kim sẽ bị suy. Do đó lần sau ăn cái món Tứ Xuyên thì rất là thích hợp. Bởi vì nó làm cho năng lượng được cung cấp cho bản thân mình. Còn mọi người gọi cái gì chút xíu là tùy theo mọi người. Giò heo. Giò heo chiên giò. Cái món lưỡi vịt cũng hay á, chân vịt gì đó là lạ. Mời mọi người ngồi. Mời chị ngồi. Món sùng biển này. Món sùng biển là cái món sùng biển xào lá tỏi. Đó là món của người Hà. Ở đây món sùng biển, anh Văn anh giới thiệu món sùng biển xào lá tỏi, món người Hoa. Và khi tới đây, cái quán này tên rất là Sơn Hà. Sơn Hà. Sơn tức là núi, Hà tức là sông, sông núi. Sông núi, sông là có bồ thủy, Hà có bồ thủy, còn chữ Sơn lại có bồ thổ. Bởi vì đó chính là năng lượng hành thổ, còn nó là thủy. Có nghĩa là thủy thổ để gì? Cái sự tương tác để giữ chặt lại. Bởi vì nơi nào có nước, nơi đó có năng lượng tấn cực, nơi đó có sự sống, bởi vì thủy sinh mộc. Nhưng mà phải có thổ giữ lại, nếu không thì nước sẽ tán. Bởi vì nếu không có thổ thì không bao giờ mà giữ được nước được cả. Nên do đó là sao? Sơn phải đi với Hà. Sơn Hà. Các bạn nhìn thấy, đây chính là Sơn Hà. Sơn Hà. Ê, quán này gọi là quán Sơn Hà. Một quán theo style Hồng Kông. Bây giờ chúng ta tới đây và chúng ta chuẩn bị ăn những món ăn rất là ngon, một đặc sản của
Việt Nam nhưng mà nấu theo phong cách người Hoa, chẳng hạn như cơm chiên Dương Châu, vịt tứ xuyên, chân vịt nấu kiểu tứ xuyên, xá sùng xào với tỏi, bao tử hầm tiêu. À, và có một món rất là đặc biệt chút nữa, đó chính là cái gì em? Giò heo chiên giò. Rất là ngon. À, bây giờ đơn giản chỉ có nhiêu đây thôi. Cảm thấy rất là hấp dẫn, rất là ngon nha. Thôi, mình cầm đôi đũa ra nha, mời mọi người. Món này mình tự ăn rất là ngon, cực ngon luôn. Nghe nói là khi ăn cái này á thì năng lượng dương sẽ cuồn cuộn, đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Ăn nó sẽ bổ sung cái đó. À, giờ này chắc mình yếu nên mình thấy món này ngon, muốn ăn vô thấy nó rất là ngon. Thật ra đây là một vị thuốc, cái món xá sùng đúng không? Gọi là xá sùng đúng không? Đó là những một vị thuốc. Thử cơm chiên. Tôi thử món cơm chiên này có bằng không? Nước tương vô. Cơm chiên này rất là ngon. Cơm chiên tuyệt vời. Cơm chiên Dương Châu thì rất là ngon. Rồi, mời mọi người có thể dùng rồi đó. Đúng là món tứ xuyên nữa cay. Ngon. Quan trọng là rất là ngon. Đây chính là món bao tử hầm tiêu. À, thật ra khi ăn món bao tử hầm tiêu này các bạn sẽ cảm thấy dễ chịu, làm cho mình sẽ ấm lại. Ấm tới nỗi tôi đổ mồ hôi quá trời. Rồi, chúc mừng. Cảm ơn mọi người. Đây là món bao tử hầm tiêu. À, bây giờ bắt đầu kỳ ăn thử món bao tử hầm tiêu này. Sẽ chấm một miếng nước tương. Tôi cảm nhận được độ giòn của bao tử. Vị tiêu cay the the. Ở giữa nơi như thế này mà có một cái quán tuyệt vời. Ở giữa Định Quán, tôi có nghĩ là đây là lần đầu tiên tới Định Quán. Và tôi nghĩ là ở đây chắc là không có những cái món ăn như vậy. Tôi nhờ người bạn này dẫn đến đây. Rất là cảm ơn. Và tôi hy vọng rằng khi các bạn tới Định Quán thì nhớ ghé quán Sơn Hà này. Những món ăn đây đặc trưng của người Hoa mà đặc trưng theo kiểu Hồng Kông. Bây giờ thật ra tới bây giờ tôi thấy món ăn lên liên tục bị choáng luôn. À, đây là cái món bồ câu chiên nước mắm, món này hơi tuần việt chút xíu nhưng bây giờ mình thử cho nó ngon cỡ nào nha. Đây là các bạn nhìn thấy không, mình gắp một cái đùi của bồ câu. À, rất là đậm vị, dễ ăn, da giòn giòn, béo béo, ăn rất là ngon. Bồ câu này không còn đưa thân nữa nè các bạn, mà bồ câu này đã được chiên giòn rồi, cực ngon. Và bây giờ lại có thêm một món nữa, chính là món đùi heo chiên giòn. Kèm một chút xíu cà chua. Tuyệt
tuyệt vời, rất là ngon. Da giòn rụm, cắn giòn tan trong miệng, chấm ngập trong cái nước sốt này, cay cay, ngọt ngọt, hơi chua chua chút xíu, nó tạo cái vị nguyện với nhau rất là lạ. Mà ăn thêm muốn cải chua ở đây nữa, rất là ngon. Cái vị mà các bạn không thể quên được khi tới đây và ăn món này, các bạn sẽ quên được nha. Giờ cái cung đường từ đây ra Đà Lạt, chúng tôi tới đây và chúng tôi chiêm nghiệm những món ăn mà nghĩ rằng không bao giờ có được ở một nơi như thế này. Nhưng mà bất ngờ đi, hơn cái sự bất ngờ nữa, bởi vì món ăn này quá tuyệt vời. À, khi nào có dịp các bạn tới đây, các bạn nên gọi cái món này. À, đùi heo chiên giòn, bồ câu không đưa thư, ấy quá lộn, bồ câu chiên nước mắm đó. À, trong đây nhiều món ăn, trong hai món này thuần Việt, nhưng món này có lai lai chút xíu như món Tây Bắc kiểu như vậy đó. Được rồi các bạn, mời mọi người dùng. Cảm ơn những người đầu bếp ở quán Sơn Hà, quán ăn ẩm thực Tứ Xuyên tại Đồng Nai đã mang đến bữa trưa đầy tuyệt vời. Những món ăn đặc trưng có đầy đủ sắc hương vị, không sao quên được cảm giác rạo rực, tê người khi thưởng thức các món ăn. Đồng thời chúng ta còn hiểu được ý nghĩa văn hóa từng món ăn mang đến. Nếu bạn yêu thích hương vị mặn mà, cay nồng, có dịp đến với Đồng Nai thì không thể bỏ qua các món ngon tại nơi này nhé.